Hello các bạn, nhân tiện hôm nay trên Việt Nam Fishing hình như là 2 hôm nay thì có nổi ra một cái bài là chụp, mình thì không biết, nhưng mà thẻo 1.8 của Ba Gian mà bo con trôi 7 cân trong vòng 40 giây vào vợt. Thì thực sự ra thì mình không tin nổi, không thể tin nổi thì đúng rồi. Rất nhiều anh em đã bảo là cái đi chỉ có trong mơ hay là có trên tưởng tượng thôi, còn với mình thì đây mình đang chứng minh cho anh em là cũng chụp 1.2 thẻo 0.8, nhưng mà cước này là cước hộp sắt nhé, cước hộp sắt anh em ạ, rẻ hơn Ba Gian rất là nhiều. Và hiện tại con này mình đang bo là con trâu trắng, nãy lúc đầu mình tưởng nó là con chép cơ, nhưng mà không, đây là trâu trắng. Con này nó lúc lên bờ nó khoảng tầm hơn 2 cân, một chút gần 3 cân rồi ạ. Đấy các bạn xem, từ nãy đến giờ rồi cũng hơn 1 phút rồi, không có cái vấn đề là 40 giây vào vợt hay 30 giây vào vợt cả. Nhiều bạn thì bảo là đánh theo kiểu con trôi nó bị sốc, nó bị đơ, xin lỗi là con trôi không đơ. Và tiếp theo là vấn đề là anh em chơi những cái thẻo 0.8, 1.1.2 lưỡi không thể to quá được để làm đóng theo kiểu sốc như đánh con chấm đen mà nó đơ, nên là anh em bớt bớt tém tém lại nổ ít thôi. Và muốn chứng minh được thì mình nói thẳng là làm video đi, chứng minh đi, chứng minh cho mình chứ. Một cái chuyện hoang tưởng mà rất nhiều anh em cũng phản bác rồi, gần như là đăng lên câu like câu view gì đấy. Đấy, gần 2 phút rồi cũng đã lên được đâu. Đấy, trôi trắng như đây cũng chưa phải là trôi ấn anh em ạ. Nếu mà trôi ấn ý, thì nó sẽ cái nước chảy của nó sẽ dữ hơn rất là nhiều. Hôm nay thì mình đánh cái cần Sakura xanh 3m6, mình đánh chụp là 1.2 thẻo cước hộp sắt 0.8. Đấy, bắt còn chảy chặt ra, may không phải thả dây. Đấy, vào vợt anh em nhé. Con này còn hơn 2 cân một chút, chắc còn tầm 2 cân 6, 2 cân 7 thôi. Thế mà đã gần 3 phút rồi, 2 phút rưỡi rồi. Hello các bạn, xin chào mọi người. Mình là Phạm Quách Thư Quân của Salami Fishing. Hôm nay thì mình sẽ lại quay một cái điểm câu quen thuộc của mình. Một cái điểm câu mà trong suốt những cái năm từ 2019, 2020, 2021 là mình có mặt đều đặn đây tuần phải đến 3-4 buổi. Đây là cái hồ định câu anh em nhé. Hôm nay thì cũng theo chuyên đề là mấy anh em mình thử đi câu lại hồ định công xem nó thế nào. Câu trôi anh em ạ. Lúc đầu tiên thì mình đánh 5m4 vì cá con với mấy con rô hoàng tử châu Phi nó phá quá. Và cuối cùng đánh thụt về, đánh 3m6. Mình chật vật mãi mới mượn được cây 3m6 này. Thì cậu em hôm trước cậu ấy cầm xong rồi may quá hôm nay cậu ấy đem đi. Thì vừa gần như là vào vòng thứ ba thì đã va được con trâu trắng lúc đầu video rồi, và 5 phút sau thì mình tiếp tục va thêm những cái con trâu khác, có một con trâu đỏ và đây là một con trâu trắng này, cũng là một con trâu trắng. Thực ra thì trâu trắng hồ này tôi cũng không hỗn đâu, chỉ là hơi bò nó hơi mệt một chút và hơi nắn non một tí vì trục nhỏ thèo nhỏ. Cái trục này là mình chuẩn bị từ cái hồi tháng 5 tham gia giải Tác Fishing ở trên Thái Nguyên ấy. Hôm nay không cũng không chủ định mang trục 3m6 đi đâu, nhưng mà mượn được cần thì lại lôi nó ra đánh. Đây, không chịu được lại phải thả đây anh em ạ. Nó cũng không hỗn lắm nhưng mà nó chạy nó lì, mình phải để thả đến 2 lần rồi. Chứ không như mấy anh em ở đâu đấy là đánh trôi 7 cân mà thả bò 40 giây. Cái đấy chỉ có trong mơ. Trong mơ còn không có nữa này. Đánh rất là mệt anh em ạ. Bạn nhìn này, đây con Sakura xanh vào cũng khá là ok nhé. Đẹp, cong đẹp, 5H phân bố lực 28, đánh trôi chép đánh rô hết bài luôn.
Đây, lỗi rồi. Cái vào đây. Rồi, lên bật. Đấy. Không phải, đừng, anh em đừng tưởng đánh con trôi nó dễ đâu, khó lắm, giữ được nó cực khó. Đây, báo cá tiếp. Mình cũng lên một đống chép vàng này anh em ạ. À, chép vàng này. Đây, trôi đây, à trôi. Đấy, con này chưa ấn, khá là nhỏ con này được chắc, chắc khoảng tầm 8-9 lạng thôi. Không đến một cân được. Đấy. Và đây là cái thành quả của mình trong buổi sáng nay anh em nhé. Trong buổi sáng, một buổi sáng đánh trôi tại Hồ Định Công. Cả trôi, cả rô. Thì mình được hai con trôi to, hai con trôi trắng to, trôi nhỏ thì cũng khá nhiều. Đấy. Ok, thank you anh em đã đồng hành cùng mình. Rất cảm ơn các bạn.